Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình 3 cộng 1 bằng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, bậc phụ huynh nào cũng muốn con mình có được sự chăm sóc tốt nhất ngay từ khi chào đời. Vì thế, nhiều gia đình cố gắng cho con ăn thật nhiều với hy vọng trẻ sẽ cao lớn khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu ăn uống và sinh hoạt một cách thiếu khoa học thì kể cả khi trẻ có chiều cao và cân nặng phát triển bình thường, thậm chí có những trẻ béo phì cũng có thể mắc bệnh còi xương. Còi xương là bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 3 tuổi, xảy ra khi cơ thể không cung cấp đủ canxi và các dưỡng chất cần thiết cho phát triển xương. Từ đó dẫn đến tình trạng xương bị xốp, mềm, dễ gãy. Đây là bệnh không xảy ra riêng lẻ mà thường thường đi kèm với suy dinh dưỡng, thiếu vitamin A, thiếu máu. Bệnh còi xương có thể gây ra các biến chứng về hệ xương, ảnh hưởng đến sự phát triển tầm vóc của trẻ em. Sau một thời gian dài mắc bệnh mà không được điều trị thì trẻ sẽ có những biến dạng như chán rô, đầu bẹp và chậm phát triển về vận động. Trẻ em gái nếu bị còi xương có thể biến dạng khung chậu, ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ sau này. Trẻ em bị còi xương còn rất dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt là các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp. Để tìm hiểu nguyên nhân và cách phòng bệnh còi xương ở trẻ em, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chỉ dẫn của tiến sĩ bác sĩ Vũ Văn Quang, trưởng khoa nhi Bệnh viện Quốc tế Green. Thiếu hụt vitamin D, canxi và phốt pho là nguyên nhân chính gây ra bệnh còi xương. Tiền chất vitamin D có nhiều ở da và tổ chức dưới da, dưới tác dụng của tia cực tím mặt trời sẽ chuyển thành vitamin D. Các thực phẩm tự nhiên giàu vitamin D, trong đó có dầu gan cá chứa rất nhiều vitamin D. Sữa bò cũng có một lượng vitamin D đáng kể. Tuy nhiên, sữa mẹ thì vitamin D lại ít hơn. Do vậy, những trẻ mà bú mẹ hoàn toàn nên được bổ sung vitamin D để phòng ngừa còi xương hoặc tắm nắng. Như vậy, tắm nắng 20 phút mỗi ngày trong khoảng từ 7 đến 9 giờ sáng hoặc cung cấp 400 đơn vị vitamin D và cung cấp các thực phẩm giàu canxi, phốt pho và kẽm có thể giúp trẻ phòng ngừa được bệnh còi xương. Sau khi theo dõi những thông tin chương trình vừa đưa ra, quý vị hãy trả lời câu hỏi sau đây. Biện pháp phòng bệnh còi xương ở trẻ em là gì? A. Ăn nhiều tinh bột và thịt. B. Tắm nắng bổ sung vitamin D và các thực phẩm giàu canxi, phốt pho, kẽm. Vậy đâu là đáp án đúng và có bao nhiêu người trả lời chính xác? Có hai hình thức tham gia chương trình. Cách thứ nhất, soạn tin nhắn từ điện thoại theo cú pháp DA315 cách X cách Y gửi tới 8569. Trong đó DA315 là tên chương trình, X là chọn đáp án A hoặc B, Y là chọn số người có đáp án đúng. Cách thứ hai, quý vị có thể truy cập vào website thhp.vn và chọn tham gia chơi. Sau đây sẽ là đáp án đúng của kỳ trước. Xét nghiệm quan trọng nhất mà người mẹ cần thực hiện trước khi sinh theo chỉ định của bác sĩ là xét nghiệm máu. Vậy, A là đáp án đúng. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0936053060 đã là người may mắn giành được phần thưởng 5 triệu đồng của chương trình. Xin mời chủ nhân của số điện thoại trên liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0911757799 để nhận giải thưởng. Chỉ cần dành 3 phút cập nhật thông tin và nhanh tay soạn một tin nhắn gửi tới 8569 là quý vị sẽ có cơ hội nhận được 5 triệu đồng tiền thưởng của chương trình. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy tham gia giải đáp nhanh để có những giây phút bổ ích và lý thú nhất. Thời gian gửi đáp án tham gia sẽ kết thúc vào lúc 20 giờ 20 phút thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2018. Chúng tôi sẽ cập nhật người trúng thưởng vào cuối chương trình. Lúc 20 giờ 20 phút thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2018. Xin kính chúc quý vị và các bạn may mắn và hẹn gặp lại.